Ngày 28 tháng 2, huyện đoàn Ứng Hòa phối hợp với quận đoàn Đống Đa và Tây Hồ tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên 2023 với chủ đề tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Dự lễ ra quân tháng thanh niên có đồng chí Ngô Văn Thiện, trưởng ban đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư thành đoàn Hà Nội, phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Chí Viễn, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa, đồng chí Nguyễn Văn Định, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận huyện ủy Ứng Hòa. Cùng đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, bí thư quận đoàn Đống Đa, đồng chí Phạm Minh Phúc, bí thư quận đoàn Tây Hồ, đồng chí Phạm Quốc Khánh, bí thư huyện đoàn Ứng Hòa, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Ứng Hòa, cùng đại diện các ban của thành đoàn Hà Nội, các lãnh đạo huyện Ứng Hòa và xã Trung Tú, các đại diện cán bộ đoàn viên thanh niên địa phương. Phát biểu tại lễ ra quân, bí thư huyện đoàn Ứng Hòa Phạm Quốc Khánh cho biết tháng thanh niên 2023 mang chủ đề tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, đây là quyết tâm của tổ chức đoàn các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy thế mạnh của thanh niên tham gia chuyển đổi số. 20 năm qua, cứ mỗi dịp tháng 3 hàng năm, tuổi trẻ lại háo hức, sôi nổi, cùng nhau xây dựng và tổ chức hàng loạt các hoạt động mang động dấu ấn của sức trẻ. Vào thời điểm này, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ huyện Ứng Hòa dương cao ngọn cờ của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện tham gia, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể xã hội thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ trẻ. Tháng thanh niên năm 2023 được tổ chức với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, với mục đích khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, phát huy tinh thần xung kích đi đầu của tuổi trẻ huyện nhà trong công cuộc chuyển đổi số của thủ đô và đất nước. Thực hiện chương trình kết nghĩa phối hợp giữa các cơ sở đoàn, hội, đội trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Ứng Hòa phối hợp với quận đoàn Đống Đa, quận đoàn Tây Hồ đã trao tặng kinh phí hỗ trợ cho 2 công trình khu vui chơi cho thanh thiếu nhi, 5 bộ thiết bị dịch vụ công trực tuyến và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo. Cùng với đó, phòng khám đa khoa Favina Nam Hà Nội tặng huyện đoàn Ứng Hòa 50 thẻ khám bệnh miễn phí tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ ra quân, ban tổ chức đã triển khai các hoạt động hưởng ứng như khánh thành công trình thanh niên mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến và công trình sân chơi thiếu nhi. Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng VNEID. Với khẩu hiệu hành động của thanh niên, ban thường vụ huyện đoàn đã xây dựng một kế hoạch chi tiết các hoạt động của thanh niên và với các nội dung hết sức thiết thực hiệu quả. Tại lễ phát động này, thì tôi đề nghị đối với thanh niên chúng ta tập trung trên địa bàn huyện Ứng Hòa trong nhiều năm qua, thì thanh niên cũng đã đóng góp hết sức tích cực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là cái tính tiền phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa và cái tính tình nguyện tất cả vì cuộc sống cộng đồng. Với cái tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó, thanh niên đi đầu.